Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của sinh viên Eric và mình là Lan Anh. Rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Và lần này chúng ta sẽ đến môn kết nối quan hệ. Và ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những kiến thức vô cùng hay ho trong buổi 14 nhé. Trong buổi 14 thì chúng mình cùng với giảng viên đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi về những cái quy luật. Thật ra theo như mình cảm thấy thì đây có thể được coi là những cái quy luật ngầm trong các mối quan hệ hiện tại trên xã hội này. Đó, thì đầu tiên sẽ kể đến đấy chính là luật cạnh tranh. Trong tiếng Anh thì luật cạnh tranh được đọc là Law of Compete. Thì với luật cạnh tranh thì nó sẽ dựa trên một cái nguồn gốc là tất cả con người chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng bởi danh lợi tình và ai cũng sống. Tức là ai cũng nghĩ cho mình đầu tiên. Thì chính vì cái việc coi trọng cái lợi ích của bản thân mình nên là sẽ từ chối và đáp trả lại tất cả những cái sự bất lợi, những cái hành động làm ảnh hưởng và tổn hại đến lợi ích của cá nhân. Và một trong những cái ví dụ điển hình về cái luật cạnh tranh này đấy là trong một doanh nghiệp. Mọi người cũng biết là trong doanh nghiệp nào cũng sẽ có một cái bộ phận bán hàng, và những nhân viên bán hàng ở đấy họ sẽ tranh đua nhau về doanh thu để đạt được một cái vị trí gọi là top sale. Bởi vì gần như trong tất cả những doanh nghiệp họ đều có một cái giải thưởng, một cái phần thưởng cho vị trí top sale, nào là du lịch châu Âu, nào là tăng suất hoa hồng hay là gì đấy. Tức là họ sẽ có một cái ưu ái, một cái ưu đãi cho vị trí top sale là những người bán hàng và đạt được doanh thu cao nhất theo kỳ. Đấy, thì bởi vì vị trí top sale chỉ có một thôi nên là mọi người sẽ bằng mọi giá để bản thân mình là người được ngồi vào vị trí đó. Ví dụ, một ví dụ điển hình rất là phổ biến như sau. Mình có một người bạn, bạn mình đang là thực tập sinh trong một ngân hàng. Mình xin phép giấu tên. Trong một ngân hàng thì bạn ý có cái nhiệm vụ đấy là sẽ tư vấn khách hàng để khách hàng có thể đăng ký sử dụng thẻ của ngân hàng đó. Đấy, thì ngân hàng này thì có rất là nhiều chi nhánh. Và bạn mình đang chăm sóc một vị khách. Tất cả những tư vấn đều đã xong xuôi. Bây giờ chỉ còn một cái khâu cuối cùng, đấy là vị khách đó sẽ đến tận trực tiếp tại cơ sở của bạn mình đang làm việc để làm thủ tục, nói chung là hoàn tất tất cả những cái khâu cuối cùng để nhận thẻ và thành công cho cái đơn hàng đấy. Tuy nhiên là bởi vì vị khách hàng đấy thì đang công tác ở một cái địa điểm nó không gần với cơ sở bạn mình làm việc, mà vị khách ấy mới hẹn là khi nào mà công tác về thì sẽ làm nốt. Nhưng tuy nhiên thì không biết bằng cách nào đấy thì một người đồng nghiệp của bạn mình tạm gọi là nhân vật B nhé. Ok, nhân vật B không biết bằng cách nào đấy đã lấy được data contact của khách hàng đấy và ngay lập tức mời khách hàng ý đến cơ sở của bạn ý làm việc để chốt nốt cái thủ tục, và thế là cái đơn hàng, cái vị khách ý, cái lượt đăng ký của khách hàng ý sẽ tính cho cái bạn B kia, trong khi tất cả những sự chăm sóc tận tình, nói chung là những cái khoản dịch vụ tư vấn trước giờ bạn mình đã làm hết xong xuôi rồi, nhưng cuối cùng thì cái đơn hàng đấy lại thuộc về bạn đồng nghiệp B kia. Đấy, thì thật ra đấy không phải là một, mình chỉ lấy ra ví dụ thôi, còn tất nhiên mình không nói là trong trường hợp này bạn của mình hay bạn B kia là người tốt hay người xấu hay gì cả, chỉ là cái hiện trạng mà tranh đua nhau để giành được vị trí top sale nó là rất phổ biến, thậm chí cái đấy nó được coi là hiển nhiên, bởi vì có những người ta cho rằng đấy là kinh doanh, đấy là bán hàng, đấy là làm giàu, và đấy là hiển nhiên, nó là một sự tự nhiên, không có gì phải ăn năn hối lỗi hay là cảm thấy bứt rứt vì cái hành động đấy cả, bởi vì nó chính là tính chất của công việc. Đấy, gần như mọi người trong xã hội đều đang coi cái việc đấy là việc hiển nhiên, và thậm chí bạn mình cũng cho rằng là thôi thì mình đen, hay là nói chung là do cái gì đấy chứ không phải là vì bạn kia xấu tính hay là gì cả. Đấy, thậm chí cái quy luật cạnh tranh này nó đang được áp dụng đến cái mức là hiển nhiên rồi, mọi người không có bất kỳ một cái sự ăn năn hay là mảy may suy nghĩ gì về cái việc cạnh tranh đấy cả. Đấy, thì điều đấy cho thấy rằng là cái luật cạnh tranh đang được áp dụng hàng ngày và rất là thường xuyên trong các cái sự kiện xung quanh mình. Đấy, để nói về luật cạnh tranh thì với những bạn trở thành nhà quản lý và lãnh đạo thì các bạn có thể áp dụng thưởng phạt, áp dụng một quy luật cạnh tranh này để thúc đẩy năng suất làm việc, thúc đẩy hiệu quả làm việc trong công ty của mình, thì đấy là một cái lợi ích mà luật cạnh tranh mang lại. Tuy nhiên
với những người nhân viên, những người trực tiếp bị ảnh hưởng của luật cạnh tranh ý, thì họ sẽ có cảm xúc tiêu cực. Bởi vì các bạn biết rồi, trong một mối quan hệ, bất kỳ ai là người thắng hay người thua thì sẽ đều sinh ra cái cảm xúc tiêu cực, đúng không? Đấy, cho nên là với những cái người mà người ta kết nối quan hệ bằng luật cạnh tranh ý thì rất khó để có đạt được cái sự hạnh phúc trọn vẹn và mãi mãi. Ok, thì đấy, đầu tiên để nói về luật cạnh tranh là như vậy. Và với luật cạnh tranh thì chúng mình có một cái slogan dành cho nó để tóm gọn lại cái ý nghĩa, cái mô thức, cái phương thức hoạt động của luật cạnh tranh, đó chính là tao sống, mày chết. Với câu nói này có nghĩa rằng là trong mối quan hệ dựa trên luật cạnh tranh thì một là tôi được, hai là bạn được, không có chuyện là bằng bằng. Ok, tiếp theo đến với luật thứ hai thì ở đây sẽ đề cập đến, đó chính là luật cộng tác. Ok, với luật cộng tác thì mình sẽ nhắc đến cho các bạn một cái slogan ở đây trước. Luật cộng tác đó chính là đấu tranh đến cùng từ nhượng bộ. Đây có thể nói slogan hoặc là nghệ thuật trong cái việc kết nối quan hệ bằng luật cộng tác. Nhắc đến luật cộng tác thì các bạn, mình nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn sẽ bật ngay ra trong đầu về những cái bản hợp đồng. Ok, và với luật cộng tác này thì có một cái tiêu chí để mọi người nói với nhau, đó là trong mối quan hệ này chúng ta sẽ win-win, tức là cả hai bên đều có lợi. Nhưng thực tế là có, liệu là có win-win thật hay không, bắt đầu bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ và bàn luận nhé. Để nói về một bản hợp đồng giữa hai bên, các bạn đều thấy là kể cả là bên A hay bên B, họ đều cố gắng sẽ đưa ra những cái điều khoản hợp đồng mang lại nhiều lợi ích nhất cho phía của mình, đúng không ạ? Đấy, thế thì ai cũng muốn là bên của mình sẽ đạt được nhiều lợi ích nhất. Thế thì liệu có win-win thật hay không? Đấy, đây là một câu hỏi cần phải suy nghĩ để đưa ra câu trả lời. Và nếu như các bạn muốn thử sức thì các bạn có thể dừng lại video này, pause tạm, pause lại, sau đó thử nghĩ xem một cái câu trả lời của bản thân để xem là có giống với cái kết quả mà chúng mình đã bàn luận ở trên lớp hay không nhé. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái quan điểm mà chúng mình đã trao đổi trên lớp. Về thực tế, để xác định là lợi ích có bằng nhau hay không thì sẽ rất khó, bởi vì kỳ vọng về lợi ích của hai bên là khác nhau. Vậy nên trường hợp win-win ở đây sẽ được xác định khi mà cả hai bên đều cảm thấy hài lòng, đều cảm thấy gọi là vui vẻ, phấn khởi, hoan hỉ về kết quả cuối cùng mà bản hợp đồng mang lại. Vậy có nghĩa là cái win-win ở đây sẽ là cái mức hài lòng, cái mức độ hài lòng của cả hai bên về cái lợi ích mình đạt được. Đấy, lấy một ví dụ như sau. Lấy một ví dụ là các bạn đi vào một cửa hàng mua một cái váy đi. Các bạn mua cái váy, giá niêm yết ở trên cửa hàng nó là 500.000. Đấy, tuy nhiên các bạn mặc cả, trường hợp thứ nhất, các bạn mặc cả rằng là thôi lấy cho chị cái váy này 450 thôi, được không? Bạn nhân viên bán hàng đấy, vâng ok em bán cho chị 450. Thì lúc đấy ngay lập tức các bạn sẽ có một cảm giác hụt hẫng rằng là mình vừa mới mặc cả xuống 50.000 mà nhân viên lại đồng ý luôn. Hay là mình bị lừa nhỉ? Hay là mình mặc cả chưa giỏi nhỉ? Đấy, mặc dù các bạn vẫn mua về giá thấp hơn nhưng các bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng. Tuy nhiên trường hợp thứ hai, nếu các bạn vẫn mặc cả là bán cho chị cái váy này với giá 450.000, bạn nhân viên nhất quyết không đồng ý. Và cuối cùng là các bạn đi về, các bạn thế thôi để mua khác chị quay lại. Thế nhưng mà các bạn vừa quay đi thì bạn nhân viên đấy lại gọi là thôi chị ơi, thôi thì coi như là mở hàng đầu ngày lấy hơn thì em lấy cho chị giá 450.000 vậy. Thì lúc đấy cái cảm xúc của các bạn, mình chắc chắn với các bạn là các bạn sẽ cảm thấy hoan hỉ và phấn khởi hơn rất nhiều so với trường hợp thứ nhất. Mặc dù là đều mua với giá 450.000, tuy nhiên cái nghệ thuật sử dụng cái slogan là đấu tranh đến cùng từ nhượng bộ ở đây của bạn nhân viên kia sẽ đem lại cho các bạn cảm giác là các bạn đang được, ở trường hợp thứ hai nhá, các bạn sẽ đạt được cái cảm xúc là cái váy này mình mua về cái hời quá, chứ mà mình đã mặc cả sát giá rồi, bởi vì là đến cái mức mình phải quay đi rồi mà chị gọi lại cơ mà. Đấy, thì đấy là một trong những điểm khác nhau về mặt tâm lý của chúng ta. Mặc dù nhá, mình vẫn mua với giá 450.000, nhưng cái trường hợp thứ hai sẽ đem lại cho các bạn cái cảm giác là mình được lợi tối đa trong cái trường hợp đấy, đúng không? Tuy nhiên về phía bán hàng của cửa hàng thì cũng không có lỗ, cũng vẫn trong cái tầm kiểm soát và trong cái mức lãi mà cửa hàng quy định thì cửa hàng vẫn ok. Đấy, thì trong trường hợp thứ hai là trường hợp win-win một cách tuyệt đối nhất, là cả hai bên đều cảm thấy hài lòng với cái giao dịch đấy. Đó, thì với cái luật cộng tác thì thật ra bản chất nó vẫn là nghĩ cho lợi ích của mình,
Tuy nhiên nó đã được cover, nó được bao phủ bởi một lớp nhân văn rằng là win-win, rằng là cả hai bên đều sẽ có giá trị. Mặc dù là trong thâm tâm của cả hai bên trong mối quan hệ đấy thì họ đều mong muốn đạt được lợi ích của mình nhiều nhất. Đấy, bởi vì trên thực tế thì trong cuộc sống này chúng ta sẽ rất khó để kiếm được một người tự tin nói rằng là tôi sống với phương châm là tao sống thì mày chết, tao được thì mày mất. Đấy, chỉ có một người làm vua thôi. Đấy. Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch sử thế giới thì đến thời điểm này mới có Hitler là nhân vật duy nhất trong lịch sử dám nhận là mình sống theo cái quan điểm là tao sống thì mày chết. Đấy, cho nên là đấy là lý do mà cái luật cộng tác được ra đời. Nó chỉ đơn giản là phát triển từ cái luật cạnh tranh kia, nhưng bao phủ trên đấy là một cái lớp nhân văn rằng là mình sẽ hợp tác với nhau để cả hai bên cùng có lợi, nhưng thực chất ai cũng muốn đấu tranh cho cái lợi ích của bên mình là nhiều nhất. Ok. Và kể cả là luật cạnh tranh hay luật cộng tác thì nó mới chỉ dừng lại ở mối quan hệ 1-1 mà thôi. Mở rộng hơn nữa thì chúng ta đặc biệt là khi chúng ta có doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải có những mối quan hệ với các bên liên quan, tức là mối quan hệ giữa một và tất cả mọi người, với tất cả giữa một và nhiều người. Đấy, thì với cái quy mô quan hệ rộng như vậy thì sẽ phát triển đến luật thứ ba và cũng là luật cuối cùng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, đó là luật serving, tức là luật phụng sự. Để nói về một chữ phụng sự đúng nghĩa thì nó sẽ phải gắn với sự hy sinh, tức là trong trường hợp này chúng ta sẽ chấp nhận hy sinh cái lợi ích của mình để cho một cái cho lợi ích của đối phương hoặc là lợi ích của cộng đồng. Đấy, tất nhiên cái sự hy sinh này nó sẽ nằm trong giới hạn, tức là ví dụ các bạn muốn tạo ra một cái sản phẩm dịch vụ gì đó, ví dụ là một sản phẩm dịch vụ xe cung cấp cho thị trường, nếu như các bạn nếu mà với cái kinh doanh thông thường á, với kinh doanh vì lợi nhuận thì các bạn sẽ bán đầu tiên với giá vốn hàng bán nó là 100.000 thì các bạn có thể bán với giá 200. Đấy là với kinh doanh thông thường nhé. Nhưng tuy nhiên khi các bạn có sứ mệnh, các bạn có cái nhiệm vụ, có cái ý nghĩa rằng là cái việc kinh doanh này sẽ phụng sự cho xã hội bởi vì cái sản phẩm này sẽ giúp ích cho cộng đồng, thì các bạn sẽ chỉ cần lấy lãi là 120.000 thôi. Đấy, chứ không có nghĩa là các bạn làm giá vốn hàng bán là 100.000 mà các bạn vì cái sứ mệnh phụng sự của các bạn bán giá 90.000. Đấy, có nghĩa là thậm chí các bạn chịu lỗ, thì cái điều đấy là không phải. Tức là chúng ta có thể hy sinh cái lợi ích, hy sinh cái phần lãi của mình cho cộng đồng, chứ không có nghĩa là chúng ta cắt cả vào da thịt của bản thân. Đấy, cho nên cái này có nghĩa là cái này chúng ta phải hy sinh, chúng ta chịu thiệt, nhưng trong wisdom, trong một cái lý trí, trong một cái sự hiểu biết nhất định, chứ không phải là một cái mù quáng. Thì với cái ý nghĩa phụng sự này thì nó sẽ giúp cho xã hội đi lên và giúp phần là chúng ta sẽ, cái này gần như là chúng ta sẽ cống hiến, chúng ta sẽ phụng sự cho nhân sinh muôn loài vạn vật. Đấy, thì để đạt được cái cảnh giới này chúng ta phải gạt bỏ những cái lợi ích của bản thân, chúng ta phải vì một cái mục tiêu, một cái lý tưởng, một cái sứ mệnh gì đó lớn lao hơn, và chúng ta sẵn sàng hy sinh cái lợi ích của mình để phụng sự, để cống hiến cho lợi ích của đối tác, cho lợi ích của các bên liên quan. Đấy, thì đấy là những chia sẻ ngắn gọn của mình về ba cái quy luật trong các mối quan hệ mà chúng mình đã chia sẻ với nhau trong buổi 14. Và tất nhiên rồi vẫn còn những quy luật nữa mà chúng mình sẽ bật mí cho các bạn trong buổi cuối cùng là buổi 15. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Nếu như các bạn cảm thấy video này có ích và mình đã chia sẻ đến các bạn những kiến thức hay ho và mới lạ, đừng ngại để lại những like, share và subscribe cho kênh YouTube của sinh viên Edit của mình nhé. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.